xa xôn xao, nhưng lời chúc dạt dào yêu thương. Những cánh én mang tín hiệu yên vui, bầu trời xanh trao nghiêng. Chào mùa đông vẫn sẽ đón chân tràn yêu thương và tình yêu xóa tan mọi ưu phiền. Mùa xuân đã đến, ấm áp tình mình trao nhau. Cầm tay em nhé, bước tới bên đó mình yên. Tựa vào em nhé, ta nguyện suốt đời bên nhau. Tình yêu tràn trề. Anh có vấn đề à? Bột làm bánh có gì mà thơm? Thơm à? Lúc nào anh cũng ngửi thấy mùi thơm, kể cả lúc em không nấu ăn. Thế cả anh biết vì sao những món ăn em nấu luôn luôn thơm ngon rồi đấy. Vì sao? Vì trong đồ ăn của em nấu ấy có vị mồ hôi của em ấy. Anh đồ hâm. Mà em bảo. Trời ơi! Này, bố em gọi à? Hương ơi! Dạ! Mang cái chậu phân kali ở bếp ra đây! Vâng ạ! Anh! Cơ hội ghi điểm của anh đấy! Cái chậu em để ở góc bếp! Đi vào lấy đi! Vẫn cứ là ok! Này! Đi đâu đấy? Bếp ở kia cơ mà! Đợi anh một tí! Sao lâu thế? Dạ, đây ạ.
Xong rồi đây, xong rồi đây. Em thấy ok không? Gì chứ, ghi điểm với bố em á, chuyện nhỏ. Rồi, anh đi vào lấy đồ đi. À này, thấy bố làm gì thì cứ xông vào mà làm. Cứ tranh việc mà làm, nhớ chưa? Đừng có ngại bẩn đấy. Trời, thế này thì còn ngại cái gì nữa. Bác ơi, cháu mang phân ra cho bác rồi đấy ạ. Để đấy. Ôi trời ơi! Cái gì thế? Cái... Ôi trời ơi! Cháu làm cái gì đấy ạ? Cháu xin lỗi bác ạ. Cháu không cố ý ạ. Để cháu phủi cho bác. Không khiến! Cháu rất xin lỗi bác ạ. Thực sự là cháu không hề cố ý ạ. Kinh quá! Vô tích sự! Hê hê đây chị! Ồ, sao thế hả bố? Anh Minh đâu ạ? Anh Minh ơi! Đâu rồi? Anh Minh! Anh Minh! Đâu rồi nhở? Hương ơi! Ôi giời ơi! Sao lại chèo lên đấy? Có chuyện gì đấy? Anh nhìn thấy bố em tột đổ phân lên đầu con rán. Ơ kìa! À không phải! Con rán ấy nó đổ phân lại vào đầu bố em ấy. Giới ạ? Không, không phải. Bố em là phân. Anh chót đổ phân lên đầu bố em. Tất cả là tại con rán đấy. Lại con rán? Anh đi xuống đây. Anh đi xuống đây cho em. Em nhìn xem ở dưới đấy có con rán nào không? Không có. Anh xuống ngay đây. Kinh quá. Bây giờ anh có xuống không? Nhưng mà Bây giờ xuống bằng cách nào? Trèo xuống. Trèo kiểu gì? Trời, sao lên được đây nhỉ? Ôi trời. Cháu mời hai bác ăn cơm. Cháu mời bố mẹ, em mời nhà anh. Ăn cơm đi. Ăn đi cháu. Dạ, vâng. Anh ăn đi. Ừ. Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra thế? Em cứ ăn đi, anh vẫn ăn tự nhiên mà. Ăn đi cháu. Dạ, vâng. Sao đấy? Ha, sương dương thì bố đầu, bố lưng nhỉ? May quá. Cái xương răng. Sợ quá. Ôi, may quá. Không sao. Ăn đi. Ăn đi cháu. Thank you.
Bố mẹ cứ ăn đi ạ, để con chạy ra xem thế nào. Anh sao đấy? Hả? Này, có sao không? Đây không sao. Chắc là do cái món cá chép om dưa nhà em ấy cho hơi nhiều gia vị. Anh ăn không quen, hơi mặn. Anh không ăn được nhiều gia vị như thế thì phải nói với em trước chứ. Lần sau anh sẽ nhắc. Thôi, em đi vào ăn tiếp đi, xong anh vào sau. Nhưng mà... Cứ đi vào trước đi. Xong vào luôn đấy nhá. Cậu Minh này, tôi hỏi cậu một chuyện này. Cậu phải trả lời tôi một cách nghiêm túc nhé. Vâng ạ, bác cứ hỏi đi ạ. Thế cậu và cái Hường nhà tôi có mối quan hệ gì? Như thế nào? Mà từ hôm cậu về đây, tôi chưa thấy cậu nói năng gì với chúng tôi cả. Dạ, thưa bác. Cháu là... Bạn bè với Hường ạ. Bạn bè thì ai cũng rõ, nhưng mà cụ thể cái mối quan hệ ấy nó như thế nào? Uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cháu mời bác ạ. Cứ tự nhiên, nước nhà tôi tự uống. Minh này. Dạ. Thế hiện tại cậu đang làm gì? Nhà cậu có mấy anh chị em? Bố mẹ cậu làm gì? Cậu là con trưởng hay là con thứ? Nhà có bằng khen gia đình văn hóa không? Sao nghe cái quen hình như mình đã thấy đâu đấy rồi. Mình. Cậu nhìn đây. Đây là bằng khen gia đình văn hóa của xã, của huyện cấp cho gia đình nhà tôi nhiều năm liền. Thế còn bên này là bảng vàng vinh danh dòng tộc có truyền thống hiếu học xuất sắc nhất tỉnh do chủ tịch tỉnh trao tặng. Còn bên kia là bằng khen giấy khen của cái Hường từ lớp 1 đến đại học. Đấy là còn chưa trao hết. Cậu nhìn đi. Thế nhà cậu có khó không? Cháu dạ thưa bác, cháu và Hường yêu nhau ạ. Cháu về đây phần là muốn thăm nhà, phần nữa là muốn được xin phép hai bác cho cháu và Hường được đi lại và tìm hiểu nhau ạ. Cậu Minh này, tôi cảm ơn cậu vì cậu đã có lòng yêu thương con gái tôi. Thế nhưng mà con gái tôi đã có nơi có chốn rồi, cậu nên tìm một người khác thích hợp với cậu thì hơn ấy. Dạ thưa bác, cháu biết là bản thân mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót ạ. Cháu chỉ xin hai bác cho cháu có cơ hội, có được không ạ? Bố ạ, bố ăn hoa quả. Bố ơi, bây giờ chúng con ra ngoài kia chơi bố nhá. Thưa bác, cháu sẽ đưa Hường đi cẩn thận và đưa Hường về cũng cẩn thận luôn ạ. Chào bố. Cháu xin phép ạ. Anh
Anh thấy bố thế nào? Thì ngoài sức tưởng tượng cái gì? Nói cho anh biết, qua được cửa ải của bố em hơi bị khó nhá. Chà, vẫn cứ là ok. Khó mấy anh cũng làm được. Em cứ tin được anh. Ê đằng kia, đi ngang qua các anh mua mày để quên ở nhà. Có chuyện gì thế các anh? Chúng tôi có quen biết gì các anh đâu nhỉ? Nhưng nó là gái đằng tao. Mày có biết đó là Hoa có chủ được không? Này, các anh ăn nói vớ vẩn gì đấy? Em này, định làm cái trò gì đấy hả? Mày có biết bố mày là ai không? Em cứ để anh. Làm sao? Anh em, múc. Con gái gì mà dữ như hổ vồ ấy. Cái loại này mà lấy về nhà ấy, ngày nó đánh ra trăm trận. Chú em ơi, cố gắng giữ nhá, đừng buông bỏ, không là khổ của anh đâu. Bác ạ. Uầy, cái cây Trạng Nguyên đẹp quá bác ạ. Nửa cành xanh lá. Mà chắc là người chăm cũng phải mát tay lắm thì cái cây nó mới rực rỡ được như thế này. Các cụ nhà mình ngày xưa cứ bảo là người sao của chiêm bao là vậy. Đúng không sai thế nào bác ạ. Cậu có cơ hội nịnh tôi mà không nên hồn. Bảo sao thân cậu không khá lên được là phải. Dạ, thưa bác, nếu như cháu có nói gì quá lời, mong bác bỏ qua. Nhưng mà cháu thấy cái cây này nó đẹp thật mà. Cậu định xỏ xiên gì tôi phải không? Có phải cái Hường nó nói với cậu là tôi thi 3 lần đại học đều trượt cả 3, có đúng thế không? Bác ơi, cháu không hề biết gì về chuyện đó. Cháu đang khen cái cây này đẹp thật ạ. Thật ạ. Giật cơ mình. Anh làm gì có lỗi với bố em đấy à? Không. Anh chỉ khen bố là khéo tay, chăm sóc cây phát triển tốt thôi mà. Lại nịnh thối bố chứ gì. Em nói cho anh biết nhá, bố không hề đơn giản đâu. Mà này. Em chuẩn bị đi đâu đấy? Em đang ruộng cánh khoai về cho mẹ. Ở nhà với bố nhá. Ôi, thôi. Cho anh đi với. Chứ anh không ở nhà với bố em đâu. Nhỡ đâu anh lại lỡ miệng. Không, việc của anh là phải ở nhà để ghi điểm với bố em. Chứ anh ra thành phố đi ra ruộng nắng nôi như thế, làm sao mà chịu được. Không, nắng anh cũng không sợ bằng ở cạnh bố vợ tương lai đâu. Cho anh đi với. Đi. Thôi được rồi, cấm kêu đấy nhá. Yes. Bố ơi, con ra ruộng gánh khoai cho mẹ đi ạ. Cháu cũng đi luôn ạ. Đi. Anh nhanh lên. Nhanh lên anh. Này. Hả? Đi luôn này ạ. Vâng. Từ từ. Không có lối nào khác à? Không. Nào, nhanh lên qua đây. Hiệp học thế. Rồi, cẩn thận.
quá nguy hiểm. Ê, trượt chân một cái thì... Nào nhảy. Ôi dồi ôi. Thôi bước lên. Ôi ôi ôi, con gì này? Con gì này? Ôi cái gì đấy? Sao nó không đi? Đây để em cứu anh. Nào. Thôi 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 thôi, con đi. Thôi vứt đi. Con này kinh phết đấy. Chưa gì đã ăn được một tí máu của anh rồi này. Sợ không? Sợ không? À, tưởng con gì? Hóa ra con đỉa. Đỉa sợ gì? Chắc chưa? Chắc. Với điều kiện là thôi vứt ra đi. Thế em vứt nhá. Đi. Tao tiêu diệt mày. Quá giỏi luôn. Em ơi, em có quà cho em này. Quà gì đấy? Đi xem nào. Bất ngờ chưa? Sâu, em sợ sâu mà. Sợ sâu á? Con rắn mà không sợ lại sợ con sâu á? Sợ con sâu á? Em không đùa đâu. Sợ con sâu. Sợ thì phải sờ vào thì nó mới sợ được. Che à? Nào, em không đùa đâu. Yêu ơi. Ừ. Ăn sống như thế thôi. Ừ, ngon cực. Hồi bé em toàn ăn thế mà. Khiếp. Ừ. Ăn thử một miếng đi. Ừ, thôi thôi thôi. Ừ, thử một miếng. Thôi thôi thôi. Ngon. Này. Sao? Ừ. Ngon không? Giòn. Ngọt thật đấy. Em đã bảo mà. Ừ. Người yêu của cháu Hương đấy à? À. Cô ạ. Chào cô ạ. Đây là bạn trai cháu ạ. Cô hôm nay ra đồng đấy ạ. Ừ, hôm nay cô gánh ít phân để tưới cho ruộng khoai. Vâng ạ. Anh sao đấy? Sao thế? Cắn miếng khoai to quá. Nghẹn mà. Cẩn thận chứ. Ăn nữa đi. Hả? Ừ. Cố lên. Cố lên. Tránh đường anh ấy. Nặng. Đi. Được rồi. Ôi giời ơi, đùng đưa. Ừ. Trông anh sắp giống một người nông dân thực thụ rồi đấy. Thì sống ở đâu, mình phải thích nghi dần ở đó chứ, đúng không? Ừ. Vừa
Hương về đây à con? Dạ, con đây ạ. Xách cho bố cái thùng nước ra đây để tưới cây. Vâng ạ. Em. Dạ. Để đấy anh làm cho. Ờ, thôi, anh đang mệt mà. Anh phải ghi điểm với bố em chứ, đúng không? Rồi, nhưng mà anh cẩn thận đấy, không lại ngã xuống ao. Không bao giờ có chuyện đó. Cố lên. Anh Minh, cố lên. Bác ơi, bác cần tưới ở đâu để cháu tưới cho ạ? Úi giời ơi, cái chân. Đi ra. Rồi ơi, khổ quá. Cậu làm cái quái quỷ như thế à? Trời ơi. Dạ, cháu có làm gì đâu ạ, cháu mang nước để tưới cây cho bác mà. Con không làm cái gì đâu à, đồ phá hoại. Ươm được cái cây giống mà dám nát thế kia thì còn gì là cây nữa. Úi dạ, cháu xin lỗi, cháu không biết ạ. Đi vào, tôi không khiến cậu nữa. Để đây, đi vào. Úi giời, khổ quá, để xuống dưới. Úi giời ơi. Này, mắt mày để trang trí à? Mày có nhìn thấy tao? À, mày đi đứng kiểu gì ấy? Chả kiểu gì cả. Mày thích gì? Mày đã sai, mày còn thích chả treo à? Mày thích gì? Tao không sai với mày, hiểu chưa? Tao đang cáu đấy. Mày thích cái gì? Mày mưa luôn đi. Mày xâm chấp bãi làm gì? À, mày cáu thì bố mày sợ, mày chắc mày giỏi mày vào mày. Mày ăn. Vào hộ cái. Mày không vào. Mày. Hai anh làm cái gì đây? Hả? Ôi, hai anh làm cái gì đây? Tổ ra. Có chuyện gì đấy? Hả? Em chạy lại thằng bạn em đi nhá. Thằng này nó bố láo nhá, nó định ăn anh nhá. Làm sao? Bố mày sợ mày chắc. Thế mày nghĩ tao sợ mày? Thôi. Thôi buông ra. Buông ra. Có thôi đi không? Bạn. Bố. Bà ạ. Bê, thằng này nó láo lắm, nó định đánh cháu ấy. Nhà tôi không phải là cái chỗ để đánh nhau nhá. Muốn đánh nhau ra đường ra chợ mà đánh. Cháu vẫn không hiểu tại sao bác vẫn giữ được cái thể loại này ở trong nhà chứ. Anh Tuấn. Nó vừa dẫm nát kia luống thuốc nam của tao đấy. Đấy, cháu bảo bác rồi. Loại này nó chỉ phá hoại thôi. Anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Dạ, cháu rất xin lỗi bác. Nhưng cháu vô tình thôi ạ. Cháu không hề cố ý làm việc đấy ạ. Tôi biết là cậu không cố ý. Nhưng mà làm cái gì thì phải để mắt để mũi vào. Dạ, vâng ạ. Tuất. Dạ. Vào dậm lại cho bác cái luống thuốc nam. Dạ, bác cứ để cháu ạ. Bảo, làm cái gì cũng phải để ý vào chứ. Thì anh cũng vô tình thôi. Xách hai cái bình nước nó nặng quá chứ anh có cố ý đâu. Rồi, em biết rồi. Nhớ lời bố dặn đấy. Làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Nhớ chưa? Anh nhớ rồi. Em đang lau bình hoa à? Không lẽ em lau chân à? Đưa anh làm cho. Thôi. Anh ngồi im đấy chơi đi. Anh mà lau ngộ nhỡ có việc gì xảy ra, không có cơ hội sửa sai đâu. Sao? Giới thiệu với anh, đây là cái bình cổ mà tổ tiên em để lại. Bố em hơi bị trân trọng rồi đấy. Này. Anh là người cẩn thận. Em không thể tin tưởng anh được à? Thôi được rồi. Nhưng mà anh cẩn thận đấy nhá. Này, lau đi.
Phí gì cái này lên dán. Anh sợ cái bình nó đau à? Cứ lau phủi qua phủi lại như thế. Được rồi, sạch sẽ ngay bây giờ ấy mà. Này, sao lau mạnh thế? Chóc hết cả men đấy. Thì nhẹ hơn là được cái gì. Ngứa cả mặt. Đi ra, để em lau cho. Đấy, đứng ra một chỗ đi. Nhìn đây này. Đấy, lau thế này. Rồi, sạch chưa? Sạch rồi đấy. Này, anh lau nốt bông hoa đi. Lỏng cái này á? Ừ, thế anh có thường xuyên vệ sinh tai không? Có chứ, anh là người sạch sẽ mà lại. Thế anh vệ sinh bằng khăn này à? Dở à? Lỗ tai người ta bé như thế này phải dùng bông ngoài tai chứ ai lại dùng khăn. Thế mà cũng hỏi. Thì đúng rồi, bông hoa này nó cũng có nhiều bụi bẩn bám vào cánh hoa. Dùng cái khăn này làm sao mà sạch được, phải dùng bông tăm chứ. Kì, bài đặt ẩn dụ. Người yêu mình sâu sắc phết đấy. Được rồi, anh sẽ lau một cách sạch sẽ và cẩn thận. Lau đi. Khó khăn như thế này mà mình lau nó sạch như ly như lau. Mình phục mình quá cơ mình ạ. Ôi! Ôi trời! Em ơi, anh không cố ý mà. Cái gì đấy hả? Em... Cái gì vỡ đấy hả? Không. Rõ ràng là nghe tiếng mà. Đứng ra. Hai đứa đứng ra. Che cái gì đấy? Ui trời ơi, cái bình quý của tôi. Đứa nào làm vỡ? Hả, Hương? Đứa nào làm vỡ? Cháu xin lỗi bác, cháu không hề cố ý ạ. Đồ phá hoại. Mày rước cái của nợ này ở đâu về? Phá hết đồ này đến đồ khác của tao thế hả? Hả? Cháu xin lỗi bác rồi mà. Cháu mua đền bác cái khác là được chứ gì. Anh Minh, anh không được nói hỗn. Cái gì? Cậu tưởng cậu có tiền mà mua được cái thứ quý giá này hả? Nó cũng là đồ vật thôi mà bác. Cháu đã nói rồi ạ. Nếu cần, cháu sẽ đền tiền bác. Còn không, cháu sẽ tìm mua cho bác một cái bình y hệt như thế này ạ. Cầm ngay đi. Mở miệng ra là tiền. Đừng có tưởng người nhà quê chúng tôi lúc nào cũng cần tiền như các cậu đâu nhé. Có lớn mà không có khôn. Làm người phải có nhân cách chứ. Nhân cách nào cũng giống như mớ rau ngoài chợ thôi bác ạ. Cái gì? Có tiền là mua được hết. Mày, đồ vô học. Anh Minh, xin lỗi bố em đi. Bố em vừa bảo anh vô học đấy. Nhưng anh nghĩ bố em còn ít học hơn anh ấy chứ. Anh nói cái gì đấy? Hả? Anh nói không đúng à? Bố em ăn uống phàm phu tục tử, mồm miệng thì nhồm nhoàm, một đũa có chuẩn chụt đi, xong rồi chấm hết bát này đến bát khác, ai còn dám ăn nữa. Rồi lúc bố em ngủ ấy, nghiến răng cứ kèn kẹt ấy. Thế thì ai ngủ được nữa, hả? Anh... Cút! Cút ra khỏi nhà tao ngay! Bác không đuổi thì cháu cũng định đi ạ. Cháu xin lỗi bác vì cái bình. Anh Minh! Thấy chưa? Bố ơi, con xin lỗi bố ạ. Anh Minh!
tao nói cho mày nghe nhá. Mày mà còn dẫn cái thằng mất dạy kia về đây thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tao. Đồ mất dạy. Con biết rồi ạ. Ai đời để nó nói bố mình như thế. Nào là ăn uống thô tục, nào là quê mùa. Cái ngữ ấy là không thể bênh được. Bảo lại nó đi. Bảo bảo cái gì? Phải cấm cửa ngay từ bây giờ. Để sau này nó về nó làm bại hoại cái gia phong nhà này à? Đúng là cái loại cá không ăn muối cá ươn. Con cái cha mẹ trăm đường con hư. Không được một cái nết gì cả. Kìa ông, mắng con như thế là đủ rồi. Bà còn bênh cái gì nữa? Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nói cho nó sáng mắt ra chứ lì. Cái đồ mất dạy. Cháu chào hai bác ạ. Tuất đây hả cháu? Vâng. Hương! Hương ơi! Để cháu ạ. Ê chị lì. Hương! Tôi đã nói với ông rồi. Khuyên bảo con thì cũng phải từ từ. Ông cứ mắng mỏ con như thế. Ông... Bà im đi! Thật đấy, anh mà gặp nó nhá, anh cho nó một trận luôn. Em cũng không nghĩ là anh ấy nói với bố em như thế. Trời, một trận chi gì? Thôi, bỏ qua đi. Đừng nghĩ đến nó nữa. Bây giờ nhá, có chuyện gì Hường cứ tâm sự với anh. Anh sẽ là chuyên gia tâm lý thôi. Anh sẽ không để đứa nào bắt nạt Hường đâu. Thôi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện thế nào rồi? Ổn chứ? Toang rồi. Hả? Toang rồi. Kể anh em là thôi đừng khóc nữa.
Vâng. Em như dở hơi ấy nhở? Chuyện chẳng có gì mà cũng khóc. Ừ, có gì đâu. Thích khóc thì cứ khóc đi, khóc to lên cho thoải mái. Mà lần đầu tiên anh nhìn thấy Hương khóc nhé, trông cũng xinh nhà phết. Thì mắt em khô, em phải khóc để cho mắt ướt, như thế em mới sáng mắt ra chứ nhở? Đúng rồi, Hương cứ khóc đi, khóc được to mà. Chú như thế là dở rồi. Chuyện đã đến nước đấy rồi mà còn bỏ cuộc. Hèn. Quá hèn. Nhưng mà em không thể nào chịu đổi cái tính khí của ông già đấy. Lại thêm cả thằng hàng xóm nữa. Lúc nào cũng ưu tiên đó. Thế thì khác gì? Con đó là con rể, con em là khách à? Thế chẳng lẽ chú chịu thua một thằng nhà quê à? Chú nghĩ thử mà xem. Bây giờ mà chú bỏ cuộc nhá, thì thằng đấy có 100% chiến thắng. Bởi vì nó làm gì còn có đối thủ nữa. Đúng không? Ôi trời. Anh nói cũng có ý đúng đấy. Đúng quá đi chứ còn gì nữa. Các cụ đã có câu rồi. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Thằng đấy đã có lợi thế gần nhà rồi, lại còn được lòng ông già nữa. Thế bây giờ anh bảo em phải làm nào? Còn làm thế nào nữa? Về nhà xin lỗi ông già nó. Này, chịu nhịn nhục một tí đi. Đằng nào ấy thì chú cũng có ở cái vùng quê chó ăn đá gà ăn sỏi đến nữa đâu, đúng không? Chú mà bỏ cuộc ấy là chú mất tất đấy. Tôi nghĩ nhục nó là cực kỳ, rồi thì cũng ăn cũng mút đi mà. Từng chồi non lộc biếc sinh xuân, ánh mắt trao cho nhau, nụ cười xuân ngập tràn phố phường. Nghe xôn xao những lời chúc dạt dào yêu thương, những cây nến mang tín hiệu yên vui, bầu trời xanh trong nghiêng, trong mùa đông vương xa đón xuân tràn yêu thương và tin yêu xóa tan mọi. Chân chân